Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu về khái niệm Stack trong React Native. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Stack. Dữ liệu bên trong các thành phần React được quản lý bởi Stack và Float. Stack là thành phần có thể thay đổi được, còn Float là thành phần không thể thay đổi được. Stack có thể là update trong tương lai, còn Float thì không thể update. Stack thì hoạt động khác với Float. Stack là dữ liệu nội bộ của component. Nó là một dữ liệu nội bộ các bạn nhé. Đây là một dữ liệu nội bộ của một cái component. Trong khi prop là dữ liệu được truyền cho component. Chính vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được dữ liệu của stack. Stack giống như một cái kho dữ liệu cho các component trong React. Nó chủ yếu được sử dụng để cập nhật lại component. Khi người dùng thực hiện một số hành động, ví dụ như là chúng ta nhấp vào một cái bút tầm này, nhập vào một văn bản hoặc là nhấn một cái phím nào đó trên bàn phím. Demo về stack. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo một cái stack như này các bạn. Để định nghĩa một cái stack thì các bạn sẽ tạo ra một cái đối tượng. Stack là một cái đối tượng. Thì các bạn thấy stack bằng mở ngoặc đóng ngoặc. Đây là một cái đối tượng nhé. Và để sử dụng cái stack này thì chúng ta sẽ sử dụng là git.stack chấm cái key của nó. Đây là cái tên của chúng ta là MyStack. Để update stack, stack thì có thể update bằng cách tạo ra một cái function. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái function. Cái function của chúng ta tên là delete stack và gọi nó bằng cú pháp là onFrame. OnFrame là click vào, nhấp chuột thì người ta gọi là onFrame. Ở đây chúng ta sẽ gọi git.delete stack, delete stack. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hàm, các bạn xem cái phần demo này, có một cái hàm gọi là hàm update stack. Cái hàm update stack này nó sẽ viết như thế này. Đây là một cái arrow function trong S6 và chúng nó được set cái stack là của chúng ta lại các bạn. Ở đây chúng ta có hàm một cái là set stack. Thì đầu tiên thì cái stack của chúng ta là cập nhật my stack. Sau đó thì cái MyStack của chúng ta được cập nhật lại là the stack đã được update thông qua cái hàm là setStack. Và cái onUpdate này, cái update stack này được gọi khi mà chúng ta là onFrame, có nghĩa là click vào cái tag thì nó sẽ gọi cái update stack. Khi gọi update stack thì nó sẽ set lại cái stack của chúng ta đây, set stack. Và cái tag của chúng ta nó sẽ ghi là the tag is updated. Sau đây thì mình sẽ demo cái chương trình cho các bạn xem. Chúng ta mở cái thư mục mà chứa project và chúng ta sẽ gọi là cmd. Và chúng ta sẽ create một cái ứng dụng. Thì ở đây chúng ta sẽ có là npx create expo app. Ở đây mình sẽ đặt nó tên stack các bạn nhé, demo, sau đó bạn bấm enter. Chương trình của chúng ta thì nó sẽ mất một vài phút để cài đặt chương trình. Sau khi chương trình cài đặt xong thì chúng ta sẽ gõ là cd demo này. Và chúng ta sẽ gõ là npm start. Và chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này, dán vào connect. Và sau đây thì chúng ta đã có cái chương trình Hello World các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái stack demo này đây. Ở đây thì các bạn bật cái app của chúng ta đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có expo default function app. Đây là chương trình Hello World của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể là viết lại theo cách khác. Ở đây thì chúng ta sẽ ghi là React RCC các bạn nhé. RCC này. Enter. Đây. Export default class app.
Và ở đây chúng ta sẽ cách phần view này, dán vào phần cái return này các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta xóa cái này đi. Cái này thì bạn đã học ở trong cái phần trước rồi, và các bạn lưu lại và chúng ta sẽ xem chương trình nhé. Bên đây là mình sẽ ghi là hello world. Chúng ta sẽ xem chương trình. Rồi, đây là phần hello world của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ định nghĩa cho nó một cái stack. Stack là một cái đối tượng. Một đối tượng là như thế này các bạn nhé. Đây là một đối tượng. Thì đối tượng này thì chúng ta sẽ khai báo cho nó là một cái my stack 2 chấm bằng cái gì đó. Seek a my stack. Ok. Và chúng ta sẽ như thế nào các bạn? Sẽ gán cái thuộc tính myStack này vào trong cái tag của chúng ta. Để gán vào trong tag của chúng ta thì các bạn sẽ mở mặt đóng ngoặc một đối tượng this.stack.mystack mà chúng ta sẽ lưu lại, mà chúng ta sẽ xem chương trình của chúng ta. Đây, this is myStack. Ở đây thì chúng ta đã khai báo một cái stack ở đây trên này, và chúng ta gọi cái stack vào trong này. Ở đây thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta sẽ click vào cái tag này, click vào cái tag thì cái tag này nó sẽ thay đổi. Thì chúng ta sẽ viết một sự kiện on thread, có nghĩa là click vào là có nghĩa là chúng ta đang on thread vào cái tag này, thì cái stack này của chúng ta nó sẽ cập nhật cái một cái string khác. Thì chúng ta sẽ viết một cái sự kiện là on thread. Này, ở đây là một cái error function. Cái error function này, cái này là error function này, các bạn có thể search Google các bạn nhé. Bạn lấy được Google này, bạn search này, error function E6 này. Này, bạn search cái chữ này này. Bạn nào chưa hiện chưa biết cái error function E6 này thì các bạn sẽ search cả error function E6, sau đó các bạn vào WSQL này. Đây, trước khi mà có error function thì chúng ta sẽ khai báo nha, như thế này. Sau khi mà chúng ta biết bằng error function thì chúng ta sẽ biết như này. Đây là cái dấu như thế này. À, các bạn thấy, các bạn sẽ tìm hiểu cái error function trong này và các bạn sẽ hiểu được là chúng ta đang viết error function. Đây, đây là một cái không có biến, được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có là cập nhật lại. Cập nhật lại cái stack thì chúng ta sẽ viết là set stack tick.set stack này, mở ngoặc đóng ngoặc này, mở ngoặc tròn dấu nhọn này. Chúng ta sẽ set lại cái biến này này, cái my stack của chúng ta sẽ bằng cái gì? Bằng cái này là dấu 2 chấm các bạn, nó là đối tượng nhé. Tick.stack chấm my stack. Không cần. Ở đây thì mình sẽ viết luôn cái đoạn code này. My stack là seek a stack my stack update. Đã update. Ok. Rồi. Có nghĩa là cái stack khi mà click vào trong cái tag của chúng ta thì cái dòng code này nó sẽ biến thành seek a my stack updated. Chúng ta lưu lại và chúng ta sẽ chạy chương trình. Khi click chuột vào cái dòng tag này các bạn ấy, click chuột vào này thì cái dòng tag của chúng ta là seek a my stack updated. Ở đây thì các bạn thấy cái stack của chúng ta nó đã được thay đổi. Thì ở đây các bạn thấy stack giống như một kho dữ liệu cho các component trong React. Nó chủ yếu được sử dụng để cập nhật các component
khi người dùng thực hiện một số hành động như nhấp vào cái nút này, một cái văn bản này. Ở đây thì chúng ta đang nhấp vào cái văn bản. Khi nhấp một cái văn bản thì cái dữ liệu này nó sẽ thay đổi. Ở đây thì các bạn có thể là demo một bút tâm. Ở đây đơn giản hơn thì các bạn có thể là tạo ra một cái test khác này. Một cái test. Trong cái test này thì chúng ta sẽ khai báo một đây này một cái number nhé. Cho nó bằng 0. Mà chúng ta sẽ gọi cái number này vào. this.stack.number. Ok. Và chúng ta sẽ có một button. Button. Ở đây thì nó sẽ có một cái title. Click các bạn nhé. Rồi. Các bạn xem vào bên này. Có nghĩa là khi click này thì cái số nó sẽ tăng lên. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ biết như thế nào. Thì khi bạn click vào, thì chúng ta sẽ gọi cái sự kiện là onFresh. OnFresh này thì chúng ta sẽ viết error function nhé. Rồi. Một cái hàm không có tham số. Giống mũi tên, bán ngoặc đúng ngoặc. This.setStack. Chúng ta set stack thì chúng ta sẽ bỏ vào trong một cái hàm set stack này, bán ngoặc đúng ngoặc này. Number. 2 chấm big nó sẽ bằng chấm stack chấm number, có nghĩa là cái giá trị number của stack trước đó cộng 1. Ok chưa các bạn? Ở đây fresh các bạn hiểu rồi đúng không? On fresh có nghĩa là click vào. Ở đây là một cái error function thì cái giá trị của number hiện nội tại của chúng ta, number là bằng cái number nội tại cộng 1. Không thì nó sẽ là tăng lên 1, 1 tăng lên 2. Sau đó các bạn lưu lại. Và chúng ta sẽ xem kết quả chương trình. Ở đây đang bằng 0 này, chúng ta sẽ click bằng 1 này, bằng 2 này, bằng 3. Thì cái stack của chúng ta, nhiệm vụ của nó là làm gì? Reload lại component và hiển thị lên chúng ta ở đây. Thì các bạn xem lại cái lý thuyết. Khi người dùng mà thực hiện một cái cú nhấp chuột thì nó làm gì? Được sử dụng. Nó chủ yếu, này các bạn thấy này, cái dòng này này. Cái stack của chúng ta là gì? Chủ yếu được sử dụng để cập nhật lại component. Các bạn thấy cái component của chúng ta đã được cập nhật lại. Khi nó cập nhật lại thì nó mới hiển thị được cái số này lên cho chúng ta các bạn nhé. Đó. Và ở đây có thằng chúng ta có thể là viết một cách như thế này là chúng ta đang viết tắt mà. Được chưa? Và chúng ta có thể viết như thế này các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái error function. Cái error function thì lúc nãy các bạn xem. Đây. Error function đây các bạn. Chúng ta viết một error function. Error function là viết như thế này này. Tên hàm này. Được chưa? Error function. Thì ở đây chúng ta sẽ cut cái này đi. Này. Này cái này này, cái đoạn này này. Được chưa? Cái đó Ctrl X này. Ok chưa? Nó còn on fresh mà bọn đóng bằng này. Thì chúng ta sẽ đặt cho nó cái tên, ví dụ như là update number. Ok chưa? Bằng cái gì? Error function. Này, cái error function của chúng ta này. Đó, như thế đấy. Rồi. Nó là một cái error function. Ở đây thì chúng ta viết thêm vào thôi. Ở đây thì chúng ta có thể viết là set chấm update number. Này. Đó. Cái này là chúng ta khai báo một error function viết tên này. Cái error function của chúng ta là bằng cái tên hàm là update number và xuống này là chỉ việc là set chấm update. Thì nó đang gọi cái dòng này. Nó sẽ tương tự như lúc nãy. Chúng ta lưu lại. Và chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Các bạn thấy. Chương trình của chúng ta nó chạy giống như lúc nãy. Thì đây là cách sử dụng stack để update các component trong React. Các bạn có thể mà tham khảo code.